Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Với những ai yêu thích khả năng chụp hình bá đạo trên Pixel 3 thì giờ đây họ sẽ có sự lựa chọn phải chăng hơn với bộ đôi Pixel 3A và 3AXL vừa được giới thiệu tại Google I/O ngày hôm nay và có sẵn để mua ngay lập tức. Pixel 3A và 3AXL đã mang đến cho người dùng lựa chọn có giá cả phải chăng nhưng vẫn sở hữu hệ thống camera chất lượng y hệt với Pixel 3AXL. Và Pixel 3AXL sở hữu màn hình OLED là 6 inch Full HD+, trong khi đó Pixel 3A có màn hình là 5,6 inch. So với flagship, Pixel 3AXL chỉ được sử dụng nhựa thay vì là kính cho mặt lưng, không tay thỏ và chúng ta sẽ có một vi xử lý Snapdragon 670, bộ nhớ tối đa là 64GB và không có sạc không dây và không có khả năng chống nước. Tuy nhiên, có một điểm rất là đặc biệt là Pixel 3A và 3AXL lại có cổng âm thanh 3.5mm, điều mà người đàn anh thiếu sót. Và cả hai máy này đều có 4GB RAM và Pixel 3AXL sẽ có pin là 3700mAh, trong khi bản nhỏ hơn sẽ có pin là 3000mAh và hỗ trợ sạc nhanh. Google cho biết là với một lần sạc pin thì máy có thể sử dụng khoảng 30 tiếng và sạc 15 phút dùng 7 tiếng. Điều quan trọng nhất là hai chiếc máy mới này vẫn sử dụng hệ thống camera 12MP y hệt người đàn anh và điều này chắc chắn sẽ làm hài lòng những ai ưa thích nhiếp ảnh. Night Vision là thuật toán xử lý hình ảnh chân dung tốt nhất trên smartphone hiện nay vẫn được trang bị và mức giá dành cho Pixel 3A và 3AXL lần lượt là 399 đô và 479 đô. Huawei nói rất nhiều và cũng đưa ra rất nhiều bằng chứng cho thấy khả năng zoom kỹ thuật số lên tới 50x của P30 Pro. Chiếc máy này thậm chí còn có khả năng chụp ảnh mặt trăng rõ nét, đó là một tính năng khá thú vị. Sau Huawei thì Oppo cũng trang bị khả năng siêu zoom lên smartphone của hãng. Mới đây thì Phó Chủ tịch Oppo ông Bjørn Sen vừa chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại giao diện camera của chiếc Oppo Reno 10X Zoom qua một mạng xã hội, đó là mạng xã hội Weibo. Đáng chú ý là đoạn video cho thấy chiếc điện thoại này có khả năng zoom số lên tới 60x, cao hơn cả so với Huawei P30 Pro. Oppo Reno hiện có hai biến thể khác nhau, trong đó có bản 10X Zoom sẽ được bán ra tại Trung Quốc vào ngày 10 tháng 5. Về thông số kỹ thuật của Oppo Reno 10X Zoom này sẽ được trang bị camera kép ở mặt lưng, bao gồm cảm biến chính 48MP và cảm biến tele là 13MP. Chúng ta sẽ có một ống kính tiềm vọng tương tự như P30 Pro. Chúng ta sẽ có tiêu cự là 16-160mm. Và để cho được hình ảnh rõ ràng khi mà zoom thì máy cũng sẽ hỗ trợ chống zoom quang học OIS cho cả cảm biến chính và cảm biến tele. Tại Trung Quốc thì Oppo Reno 10X Zoom Edition sẽ có giá bán khởi điểm là 3.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 13,7 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 128GB ROM. Trong khi đó với biên thể cao cấp nhất thì chúng ta sẽ mất khoảng 16,5 triệu đồng với 8GB RAM và 256GB ROM. Các bạn thân mến, mới đây thì chính giám đốc tiếp thị đã đăng tải hình ảnh của Realme X cho thấy một mặt trước hoàn toàn là tràn viền. Trước đó thì mặt lưng của Realme X cũng đã được lộ diện trên trang Tena, cơ quan quản lý thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Ảnh mặt lưng cũng cho thấy là smartphone này sẽ có camera kép xếp dọc ở phía sau và sử dụng công nghệ cảm biến vân tay trong màn hình. Được biết đây sẽ là chiếc Realme X với thiết kế camera thò thụt và Realme X sẽ có màn hình AMOLED chiếm tới 91,2% mặt trước. Bên cạnh đó thì Realme cũng khẳng định rằng camera thường của họ có thể hoạt động tới 200.000 lần. Và Realme X có thể lên kệ tại Trung Quốc với các phiên bản là 6GB RAM và 64GB ROM, 6GB RAM và 128GB ROM cùng với phiên bản cao cấp nhất sẽ là 8GB RAM và 128GB ROM với mức giá khởi điểm là 5,5 triệu đến 6,9 triệu tương ứng. Và theo các thông tin trước đây thì Realme X sử dụng màn hình OLED kích thước là 6,5 inch, được phân giải là Full HD với con chip Snapdragon 730, phiên pin là 3680mAh, sạc nhanh Vogue 3.0. Chúng ta sẽ có một độ dày khoảng 9,4mm cùng với giao diện ColorOS 6. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.